nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hồi thanh dây thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hồi thanh. Amen. Lạy Chúa, còn trong cây vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phước đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trong tốt trong lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Tuần cửu nhật kính Đức Mẹ ban ơn. Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, với lòng tràn ngập niềm tin tưởng sâu xa vào sự chuyển cầu đầy yêu thương và hữu hiệu mà Mẹ đã biểu lộ qua mẫu ảnh hay làm phép lạ, chúng con khẩn cầu Mẹ xin cùng Chúa Giêsu Kitô, Con của Mẹ, ban cho chúng con những hồng ân và những điều chúng con cầu xin, nếu điều đó làm vinh danh Chúa, giúp chúng con lớn lên trong tình yêu Chúa và tha nhân. Amen. Lạy Mẹ Maria, vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến cứu sinh về. Lạy Mẹ Maria, vô nhiễm nguyên tội, xin cầu
cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin mẹ. Thánh nữ Catarina Labore thuật lại: Thình lình con thấy những chiếc nhẫn nạm kim cương trên các ngón tay Đức Mẹ tỏa sáng ra. Quả cầu bằng vàng trên tay mẹ biến đi, và Đức Mẹ cúi đầu xuống, hạ nhẹ đôi cánh tay để rọi sáng quả cầu dưới chân người. Con lại nghe có tiếng nói: Quả cầu mà con trông thấy là thế giới. Các tia sáng là những ân huệ Chúa ban cho những ai cầu xin mẹ. Lại có tiếng nói trong trẻo và rõ ràng: Hãy cho đúc ảnh kiểu này. Tất cả những ai mang ảnh này với lòng cậy trông và đọc câu kinh cách sốt sắng sẽ được mẹ che chở cách riêng và hưởng nhiều ơn trọng đại. Lạy mẹ Maria, mẹ được liên kết mật thiết với Chúa Giêsu trong công trình cứu độ. Thiên Chúa muốn ban mọi ân huệ cho loài người qua tay mẹ. Chúng con xin cảm ơn mẹ đã nhận lời chúng con và chuyển cầu lên Thiên Chúa. Xin ban cho chúng con ơn biết năng kêu cầu mẹ để nhận được những ơn cần thiết cho chúng con và cho mọi người. Amen. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tôi truyền. Thật mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ kính trinh trọn đời. Cùng chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng, mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria, ai là không được mẹ thương đến? Khôn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima, con nguyện xin đền ta yêu mến, muốn hy sinh nhiều yên vui mẹ khỏi ưu phiền. Cùng chúc Trinh Vương mẹ quyền phép khôn lường, vì mẹ đầy ơn Thiên Chúa, mẹ nữ phương muôn loài. Cùng chúc Trinh Vương mẹ nhân ái yêu đương, mẹ cứ giúp ai lạc bước, ai khốn khổ trên đời. Lạy mẹ Maria,
dậy đến kêu xin về. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.